Có con bé. Cô ơi, làm cái gì á? Cô làm gì đâu? Cô ơi, lấy con bịch boca với ly trà tắc ít đường nha. Chào cô xíu nha. Cô làm gì vậy cô? Có con bé thích ăn bánh boca, uống trà tắc ít đường nên cô cúng cho nó.